Yam tala tala wisamai Yakkanaga Lapa Sampike yam Muni maha tawo Sunantu Hamad Sawanakalo Ayam Padamad Sawanakalo Ayam Padamba Hamad Sawanakalo Ayam Padamba Paratana Padma Namo Vassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Vassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo Vassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Isarane na Buddham saranam gacchami Dhammam saranam gacchami Sangham saranam gacchami Duttiyam Buddham saranam gacchami Duttiyam Dhammam saranam gacchami Duttiyam Sangham saranam gacchami Tatiyam vi Buddham saranam gacchami Tatiyam vi Dhammam saranam gacchami Tatiyam vi Sangham saranam gacchami Pañca sīla Dhammā vipāka Vairāgyamāni Sikkhāpadam Samādhiyāmi Arimmādāna Vairāgyamāni Sikkhāpadam Samādhiyāmi Kāme Sumacchācāra Vairāgyamāni Sikkhāpadam Samādhiyāmi Musāvādā Vairāgyamāni Sikkhāpadam Samādhiyāmi Sura Raya Chappana Tathāna Vairāgyamāni Sikkhāpadam Samādhiyāmi Dhammadasanāya Janagata Dhamma Charoka Tribhati Sati Katachari Antivaram Ayajata Santiha Sattaja Jachatika Deseu Dhamma Kamiyam Bajakam Sattamma Herin Vinayam Jakayam Chutan Javantam Aprithamma Jammam Aho Dayam Chusatjaram Nabodhanaya Parishayamadje Evam Sade Dhamma Bhagavantam Arathaturuhi Avayama Bhutto Karunyena Tiva Sayatamana Buddhaya Dhamayena Migadayam Tato Gato Banchavandayayo Meye Namam Payesitamato Tato Patisambuto Namuna Namadesana Makawaksari Desese Sattanam Atasitakam Tenasatu Ayo Mante Nese Dukhamade Sana Sapadyata Padisaya Anukam Pambikata Namo Buddhaya Namo Dhammaya Namo Sanghaya. Tập thể học viên lớp vì pháp cơ bản xin trang nghiêm thân khẩu ý.
thành tâm tri ân sâu sắc đến quý chư tăng thầy tổ, các vị trưởng lão đáng tôn kính còn tại thế hay đã quá vãng, đã có công truyền bá giảng dạy giáo pháp, nghiệp pháp sanh tiền nhân lành nghề dịch các học và giảng dạy vi diệu pháp, sẽ mang lại quả sức khỏe, sự an vui, thành tựu viên mãn cho thầy Hoàng Đạt. Phần từ phía lớp học xin cảm ơn sự có mặt không bỏ buổi và tinh thần học pháp nghiêm túc, tha thiết, kiên trì của các bạn một công dung nhằm duy trì lớp học đến ngày hôm nay. Còn cho phước ký thanh tịnh từ việc học pháp, nghe pháp, xin mang lại quả lạc, việc pháp phiền não, không bị đọa vào bốn đường ác đạo và sự thành tựu chánh trí cho tất cả. Kính thưa thầy, hôm nay là ngày Chủ nhật 27 tháng 12 năm 2020, là buổi học 104 sau khi học hết phần lộ chim bao. Các nghi thức trước khi vào lớp đã xong, thầy lên lớp xin chúc cho toàn thể các buổi trong room có thêm một buổi học thật nhiều chánh niệm và lợi lạc. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Thân chào tất cả quý vị. Mới vô room nghe tin siêu pháp tính đã vô thường lên đường ha. Thì đúng là đời khó nói trước được. Siêu tính thì cũng còn rất là trẻ, khoảng 40-50 gì đó. Nghe cô Nhung nói nghe hết hồn. Mới nghe ông đây lên room bên si Nhất Đẳng. Bởi vậy là thấy cuộc đời quá nhanh ha, cuộc đời nó thay đổi rất là lạ. Rồi hôm nay thì chúng ta cũng tiếp tục học tiếp về phần lộ cần tử. Thì kính thưa vị, chúng ta vừa bước qua một cái mùa Giáng sinh. Mùa Giáng sinh năm nay là mùa Giáng sinh buồn, mùa Giáng sinh là thê thảm. Mình bị là chết quá trời đó, chết càng ngày càng tăng lên. Tất cả những bệnh viện bên Mỹ là đều overload hết, ngạt hết, không thể nào tưởng tượng nổi cái cảnh này. Nhưng mà thôi, chúng ta còn phước báo, mình còn được ngồi để mình học được pháp, thì đây là cái phước rất là lớn của tất cả chúng ta. Trong khi những người khác phải chịu những cái sự bệnh hoạn khổ sở ha. Được, cũng nhân dịp này thì mặc dù Giáng sinh đã qua nhưng mà nó cũng còn dư âm, còn chót mót, còn na cảnh. Chúc cho tất cả quý vị là luôn được an vui, luôn được có sự tiến hóa trong giáo pháp. Cũng sắp năm mới cũng mong là tất cả chúng ta có những cái sự thay đổi lớn hơn, một cái sự mà tiến hóa lớn hơn, một cái sự tu tập mạnh mẽ hơn khi bước sang một năm mới. Cố gắng để mình tinh tấn học thật kỹ vô ha, giáo pháp mình học cho nó nắm, cho ý nghĩa, cho nó vững chắc, rồi lúc đó chúng ta mới có thể dấn thân vô cái cuộc hành trình mà phải nói là đầy trong gai. Và chúng ta khi mà có được pháp học rồi thì nó cũng giúp cho mình rất là nhiều, giúp mình có thể tự mình thắp đuốc mình đi được, mình có thể tự mình lên đường, mình làm, tự mình tìm một nơi vắng vẻ yên tĩnh mình có thể tu tập được. Nếu mình không xuất gia được thì mình tu tại gia và mình tìm một nơi vắng vẻ yên tĩnh, mình hành pháp, mình tu tập đúng giáo pháp của Đức Phật, không theo bất kỳ một ai hết, chỉ có Đức Phật là thầy, chỉ có Đức Phật là nơi đáng nương nhờ. Đó là cái phước báo mà chúng ta đã biết được, và mình có được cái giáo pháp giống như chúng ta có được cái bản đồ trong tay. Nên đây là cái rất là trân quý mà chúng ta cần phải biết gìn giữ, đó là ngọc quý. Khi bước sang năm mới, cầu mong cho tất cả quý vị
luôn đạt được những cái gì đó mà mới nhất, duy nhất và thành tựu về những cái pháp cao thượng, pháp của thượng nhân. Đó là cái phước báo mà chúng ta có được. Quý vị tự nghĩ là không dễ gì mình có được đâu nha quý vị. Bao nhiêu tỷ người trên thế giới này đang tranh giành nhau, đang đua danh nhau đủ thứ chuyện, rất là nhiều. Họ chém giết nhau, giành giật nhau từng cái chút chút, tranh giành quyền lực đủ thứ. Đó là, nhưng mà ta thiếu cái phước để ta thấy được cái giáo pháp, cho nên đây là phước báo mà chúng ta nên biết trân quý. Đó là ngọc quý, mỗi người chúng ta có giữ lấy. Và tự mình gọt giũa, tự mình là mài cho nó sắc bén, cho nó sáng chói lên ha. Như vậy là hôm nay chúng ta tiếp tục vào buổi học ha. Thì trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo tóm tắt. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ acivādhemi Svakkhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi Suppatipanno bhagavato savakasangho sanghaṃ namāmi Sama sambuddhamatulang sasatthammaganuttamang apivadiyapasissang apithammattasanghaṃ. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con sẽ nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô A Di Đà, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Di Đà. Rồi chúng ta tất cả chúng ta cũng dành một chút xíu cái mặc niệm để hồi hướng tất cả cái phước báo của mình, học được, hành được là giáo pháp, hồi hướng đến sự pháp tính, cầu mong cho sự được thuận duyên, được tái sanh về nơi nhàn cảnh và gặp được chánh pháp trở lại để tu học tiếp tục và thành tựu cứu cánh. Một chút xíu chúng ta mặc niệm rồi trong một phút rồi đều post bài lên để cho quý vị đọc ha. Xin mời quý vị lắng lòng một phút. Chào thầy, xin chào cả lớp. Con cũng xin đầu quả. Thân đầu đò rề quỳ thí chích tấp phá quát chí la dồ. Tiến trình tầm khởi phát xuyên qua ý mồm. Thân đầu đò rề phá ná giá dí quý phù ta mà lầm phá nạn. Áp a ba thằng a gách chá tí ta tổ phá rằng.
Pawan gat chalana mano dora wat chana chana chawana wasane tadaram mana paka nipawat tanti tato para pawan gapato awi phụ tề pa na lầm pa nghệ cha qua na qua xà nghệ pa hoàng gá pa tô hồ tí nát tí ta đà lầm pa ngấp pa đồ tí. Trong ý môn thì một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tầm quả đăng ký khởi phát, khi tập phá quên gá vào rộng, ý môn hướng tầm và cha qua ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quên gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quên gá, sau khi luồng cháo quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Vì thí chích tà ni tì nề quá chích tức bà đà hát sẽ ghi tà chích tà rề nát phá nề hề cá chát tà lì sát đi phà quá về a yết mê tha pa ri tha cha wa na wa ro. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm sẽ được giải thích rằng giải chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của cha wa na của ba cũng đã đọc xong đoạn một, xin mời phần đầu, xin mời bạn kế tiếp. Kính chào thầy, xin chào cả lớp. Ở trại xin đọc tiếp. Tapana quy thí chích tập phá quát tí na vô chiến tình tâm an chỉ. Đoạn 1. Apana cha quanh nà qua rê ba ná quý phù ta phê đồ nát thí có thà có đà lầm ba núp bà đồ chá. Trong phương cách diễn tiến của cha quanh á, Apana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Tất thá khi nhà na sam bá yút tá ca ma quát cha ra cha qua nà năng áp tham năng anh nhá tá ra smen bá hí ca mú quát cha ra nu lô ma vô cáp hù nà mê na chát tút khát tùn tích khát tu mề qua quà gia thà thắt ca măng úp bạch chích tòa ní rút thề ta đá nàm ta rá mề quá gia thà ca hằng cha tút thằng bành cha măng quà chắp bì sát tí ma há hát gia tá lồ khút ta rá cha quá nề xú gia thà phi nì hà ra quá xề na dằn kính trí cha quá năng áp ba nà quỳ thí mồ ta ra tí ta tồ ba răng áp ba nà quá xà nề hoa hoàng giá bà tồ quá hồ tí. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tâm cha quá nát thuộc dục giới liên hợp có chi kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chập tâm chuẩn bị, bá hí ca má cận hành, u bá cha rá thuận thứ, anu lô má và chuyển tâm vô ca phù, tức khác sau khi những chập tâm này chấm dứt. Trong chập thứ 4 và thứ 5, tùy trường hợp bất luận tâm cha quá ná nào trong 26 loại tâm cao thượng thì và siêu thế nhập vào tiến trình thì tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Xin hết.
Dạ, con kính chào thầy Kinh, kính chào cả lớp ạ. Con xin đọc bài ạ. Đông Triều Boss nhìn bài ạ. Cảm ơn Đông Triều. Tát thát sô ma nát sát sá ha gáp tát chá quá nà nằng tá răng áp tá nà tí sô ma nát sát sá ha ha gáp tà quá tà tí càng khí tát đà u bách khà sá ha gáp tát chá quá nà nằng tá răng u bách khà sá ha gáp tà quá tát thà tí cú sá lá chá quá nà nằng tá răng cú sá lá chá quá nằng chề quá hết thi mình chá phá lát ta giá mắt về khí già chá quá nà nàm ta rằng khí già chá quá nàng a ra hát ta pha lành chá ấp về tí. Ở đây tức khắc theo sau một chá quá ná với thọ hỷ, một chá quá ná ấp ta na sát ná sát na định với thọ hỷ ắt sẽ khởi phát. Sau một chá quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một chá quá ná ấp tá na liên hợp với thọ xã ắt phát sanh. Ở đây cũng vậy, một chá quá ná ấp tá na thiện sẽ nói tiếp theo sau một chá quá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ sa ma tí sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một chá quá ná hành sẽ có một chá quá ná hành và quả a la hán nối tiếp. Đoát tìm xá xuất khắp quần nhân hà đoà đá sô bách khá cà pa rằng xuất khí tá khí giá tổ áp thá chá xàm phồn tí u bách khá cà. Sao tâm thiện có ba nhân tí hê túc cá liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc và cộng 28 thiện siêu thế. Sao tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại, một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền ngô sắc cộng 7 ngũ thiền siêu thế. Sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại, 4 thiền di tác sắc cộng 4 thiền A-la-hán quả. Và sau tâm hành có 3 nhân liên hợp với thọ xả, có 6 loại tâm, một ngũ thiền sắc cộng 4 thiền ngô sắc cộng ngũ thiền A-la-hán quả. Puthucha na na sắc khà nằng cà mát buồn nhà tí hề tu tồ tí hề tu cà mát khí giá tồ ví ta gà gà nằng ấp ba nà ayamet tha ma nồ đòa rề vì khí chích tấp ba quát tí nà dồ. Đối với hạng phàm nhân và hạng còn phải tu tập xê khá, tâm quả ấp ba nà phát khởi. Sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sao tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Dạ, cảm ơn thầy Kinh lắng nghe, có gì sai nhờ thầy sửa cho con ạ. Dạ, cảm ơn Lâm Trừ đã post bài. Cảm ơn mọi người ạ. Con xin xin biết ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ thầy Kinh. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Xin đọc bài ạ. Mano đoà rê vì thi chi tát ba qua tin na dồ. Tín tâm khởi phát xuyên qua ý môn. Mano đoà rê ba na gia đi quy phụ tam mà làm ba năng a ba tham a gách cha ti ta to ba rằng pha hoàng ga cha la na ma no đoà ra quách cha na cha wa na wa sa ne ta đà ram ma na ba ca ni ba wa tan ti ta to ba rằng pha hoàng ga ba to a huy phụ tề ba na lâm ba nề cha wa na wa sa ne pha hoàng ga ba to wa hồ ti na ti ta đà lâm ba nốt ba đô tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào đường, nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát. Khi chập phá quang gá dao động, ý môn hướng tâm và chá quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quang gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quang gá, sau khi luồng chá quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh,
Vithi chitta niti ne vachitupa da da serita vithare nabanet thề kachatta li sa vipha vaye ayametha parit tachawana waro. Ba phương cách và 10 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tâm ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của Chá Quán Á Phụ ạ. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con kính tri ân thầy. Cảm ơn Đông Triều đã bớt bài. Cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Con xin xuống mic. Alo, dạ con xin Đông Triệu xin kính chào thầy và xin kính chào cả lớp. Con xin đọc bài. Appana vihicitta pavattinayo. Tiến trình tâm an chỉ. Appana chawana vare pana vipu ta vipu. Tathe do natthi tatha tadda lam manuppa do ya. Trong phương cách diễn tiến của Chawana Appana, tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng tới ấy, không có tâm quả đăng ký, na cảnh. Tattha hinya sambayutta kama vachara chawana nang atthanang anyatarasmin parikamut. Mupachara nuloma gochafu name nachatutkattam tikkattume wa wa yathakkamang uppachitva niruthe tadanang tarame wa yatharahang chatutthang panchamang wa chappi sati mahatyatalo kut tara chawane suyatha vini hà ra qua đề na dần kinh chi chawanang appana vì thi mộ tara ti ta tổ ba rằng appana wasa nề ba hoàn gấp ba tổ qua hồ ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám chawana thuộc dục giới hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần những chập tâm chuẩn bị Adhikamma cận hành, Upachara thuận thứ, Anuloma và chuyển tánh, Gochafu tức khắc sau khi những chập tâm này chấm dứt. Trong chập thứ 4 hay thứ 5 tùy trường hợp, bất luận tâm Chawana nào trong 26 loại tâm cao thượng thiền và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Dạ con đã đọc xong phần đồng mộ, xin mời vị kế tiếp ạ. Kính đảnh lễ và ba ngôi tam bảo, kính lễ thầy kinh, kính chào cả lớp, xin đọc bài. Tathā so manassā sahāgattā cāvanā nan tarang appanā pi so manassā sahāgattā va bhatikaṃ khi tā tapa tapa Ubekha sahagata chawana nam ta rằng Ubekha sahagata wa tathapi kusala chawana nam ta rằng kusala chawana nam che wa
e thi ma ma cha pha la ta ma bề tí ri già cha qua nà nàn ta rằng ri già cha qua nàng a ra hát ta pha lằng cha áp bề tí. Ở đây tức khắc sau một theo sau một cha qua ná với thọ hỷ, một cha qua ná áp ba nà sát na định với thọ hỷ ác sẽ khởi phát. Sau một cha quá ná đồng phát sanh với thọ xả, một cha quá ná áp ba nà liên hợp với thọ xả ác phát sanh. Ở đây cũng vậy, một cha quá ná áp ba nà thiện sẽ nối tiếp theo sau một cha quá ná thiện, và trong trường hợp chứng ngộ sammapatti sẽ tạo duyên cho ba quả thấp hơn khởi phát. Sau một cha quá ná hành sẽ có một cha quá ná hành và quả a la hán nối tiếp. Đó tìm sát xuất khà bùn nhàn hà đò đát số bề khá cà ba rằng su ki tà ri giá tô a tha chá sam phồn tí u bích khá khà. Sau một sau tâm thiện có ba nhân tí hề tú cá liên hợp với thọ hỷ, 32 loại tâm khởi phát, 4 thiện sắc cộng 28 thiện siêu thế. Sau tâm thiện có ba nhân liên hợp với thọ xả, 12 loại một ngũ thiện sắc cộng 4 thiện vô sắc cộng 7 thiện siêu thế. Sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ hỷ, 8 loại bốn thiền di tác sắc, bốn thiền a la hán quả. Và sau tâm hành có ba nhân liên hợp với thọ xả, có sáu loại tâm, một ngũ thiền sắc cộng bốn thiền vô sắc cộng ngũ thiền a la hán quả. Bu thu cha na na sik kha năng ca ma buồn nhà tí hề tù tú tí hề tú cà ma kri gia tô gia tô quý tá ra ra măng áp ba nà a giá mề thà ma nồ đồ rề quỳ thí chí ta bá quá thí na dồ. Đối với hạng phàm nhân và còn phải tu tập xét khác tâm quả áp ba nà phát khởi. Sau tâm thiện có ba nhân thuộc dục giới, nhưng đối với những vị không còn tham ái là sau tâm hành thuộc dục giới. Đây là phương cách diễn tiến của tiến trình tâm phát sanh qua ý môn. Kính cảm ơn thầy Kinh, cảm ơn cả lớp, kính cảm ơn Nông Triều đã bắt bài. Xin xuống mít ạ.
mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ, đạo tràng có nghe được con không ạ? Dạ, sa thứ chị Như. Dạ, Nguyên Như kính xin đọc bài ạ. Mano đoà rề bán đất thí phí quý phù tá mà lầm bá năng à bà thằng à gách chá tí tá tổ bá rằng phá hoàng gá chá lá ná má đồ đoà rà vắt chá ná chá quá nà quá xà nề tá đà rầm bá ná bà cà ní bá vắt tành tí tá tổ bá rằng phá hoàng gá bà tổ. Á quý phù tề bá nà lầm bá nề chá quá nà quá xà nề phá hoằng gá bà tồ quá hồ tí nát thí tá đà lầm bá nức bà đồ tí. Trong ý môn, khi một đối tượng sáng nhập vào bằng đường lối này, tâm quả đăng ký khởi phát, khi chập phá quan gá dao động, ý môn hướng tâm và trá quá ná chấm dứt, sau đó chìm biến vào phá quan gá. Trong trường hợp một đối tượng tối có sự chìm biến vào phá quan vá, sau khi luồng trá quá ná chấm dứt mà không tạo điều kiện cho tâm quả đăng ký khởi sanh. Thí chít tà ní tì nề quá trí túc bà đà đá xề rí tà quýt thà rề ná bá nét thề cá chất tà lì xá phí hòa quá dề á giá mệt thá bá rít tá chá quá ná hòa rồ ba phương cách và 12 loại tâm khác nhau trong tiến trình tâm được dạy sẽ được giải thích rằng vào chi tiết có 41 loại tập trung ở đây. Đây là phương cách diễn tiến của Chá Quá Ná Phụ. Dạ, con đã đọc bài xong. Xin kính tri ân anh đồng triệu đã bút bài. Dạ, con xin kính tri ân thầy. Dạ, con xin nhiều mức cho việc kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, à, con xin kính chào thầy kinh, con xin kính cả lớp. Dạ con phép được đọc bài. Dạ cảm ơn đồng tri post bài. Dạ con cảm ơn cô Nhung ạ. Appana vi thi citta pavatti na yo, tiến trình tâm an chỉ. Appana cha wa na wa re pa na vi phu ta vi phu ta ve do na thi tát ta tha ta đà làm ba nước bà đồ giá. Trong phương cách diễn tiến của trá quá ná appana tuyệt đối an trụ, không có sự phân biệt giữa sáng và tối, cùng thế ấy không có tâm quả đăng ký na cảnh. Ta tha hi nhà na sam ba yut ta ca ma quá cha ra trá quá na nằng át thần năng an nhataras min parik cầm mupachara nu lo mago tra phu na me da chat tu khat tum tik khat tu me wa wa ya thak ka mang upachi toa nirothe ta da nan tara me wa ya thara hang chat tu thang ban cha mang wa chap bi sati mahak gata lo kutara chawan ne suyatha phi ni ha ra wa se na yang kin chi chawan nang appana vi thi mo tarati tato parang appana wa sa ne pha hoành ga ba to wa ho ti. Trong trường hợp này, bất luận tâm nào trong tám trá quá nó thuộc dục
giới liên hợp với tri kiến khởi sanh theo thứ tự 3 hoặc 4 lần như chập tâm chuẩn bị, parikamma cận hành, upachara thuận thứ, anuloma và chuyển tánh, gojapu. Tức khác sau khi những tập chập tâm này chấm dứt, trong chập thứ tư hay thứ năm tùy trường hợp, bất luận tâm trá quá ná nào trong 6 loại tâm cao thượng thì và siêu thế nhập vào tiến trình thiền tùy hợp theo sự cố gắng thích ứng. Dạ thưa con xong ạ, con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ cảm ơn Đông Triều đã post bài, con xin phép được xuống mic, con kính dân mic lại cho lớp ạ. Xà thú, chắc đâu còn ai lên không quý vị? Còn ai lên không? Chắc hết ha. Rồi thôi vậy mời anh Phúc lên trình bày, đọc lại cái bài kỳ trước á, phần trước mình học á. Mời anh Phúc lên nha. Đọc chậm chậm để cho Triều nó post theo cho rõ ràng để mình tiếp tục học. Rồi xin mời Phúc. Lộ chim bao Subina Chitta Vì Thí. Là sự diễn biến tâm khách nơi ý môn trong lúc chúng sanh ấy đang ngủ. Khi đang ngủ say thì dòng hộ kiếp sẽ sanh liên tục không ngừng nghỉ để gìn giữ sinh mạng. Khi cơ thể có biến động thì dòng ngũ kiếp sẽ bị dao động và làm sinh khởi một số tâm khách khiến phát sinh ra lộ chim bao. Nhân sanh chim bao có 4. Thứ nhất, do rối loạn tiêu hóa vật thực của cơ thể. Thứ hai, vì bất ổn khiến sanh ra mộng mị. Do gió, do những loại gió thì chức năng nó làm lưu thông máu, thì gió bị kích động mạnh sẽ tạo nên những hỗn loạn cơ thể, làm kích động đến sắc ý vật. Do mật, do chất nước tích trữ trong cơ thể để nhằm điều hòa tính chất của máu khi mật mất quy bình. Do đàm bị xáo trộn làm mình cơ thể, đàm tức là cái chất làm trôi đi những chướng ngại trong cơ thể. Do bệnh tật, do sốt, hay là do bị lạnh, việc này sẽ kích thích cơ thể và gây chim bao. Thứ hai là do những kinh nghiệm quá khứ tạo lại những sự việc đã từng thấy, những sự việc đã từng nghe, những sự việc đã từng xúc chạm. Thứ ba, do chư thiên hay là do tha lực tác động, do ngạ quỷ kích động hoặc là thôi miên thuật tác động. Thứ tư, do điềm nghiệp. Điều này giống như là mây đen bị báo hiệu trời sắp mưa. Nghiệp sẽ báo là những quả tốt hay quả xấu sẽ xảy đến. Lỗ chim bao thì gồm có 12 lỗ. Thứ nhất, cảnh cực rõ có 6 lỗ. Thứ nhất, chót na cảnh có 2 lỗ, không có một kiếp vừa qua và có một kiếp vừa qua. Hai, có hai lỗ,
không có hậu kiếp vừa qua, có một hậu kiếp vừa qua. Ba, chót hậu kiếp khách có hai lộ, không có hậu kiếp vừa qua, có một hậu kiếp vừa qua. Về cảnh rõ, cảnh rõ thì có bốn lộ, không có chót na cảnh. Chót động lực có hai lộ, không có hậu kiếp vừa qua, có một hậu kiếp vừa qua. Chót hậu kiếp khách có hai lộ, không có hậu kiếp vừa qua, có một hậu kiếp vừa qua. Cảnh không rõ có một lộ, không có hậu kiếp vừa qua, có hai sát na cán ý môn. Cảnh mơ hồ có một lộ, hai hậu kiếp đúng động. Tổng cộng có 12 lộ chim bao. Trong phần ghi chú thì giấc chim bao chỉ sanh khởi khi ngủ, không có chim bao đối với người đang tỉnh táo. Giấc chim bao sanh khởi khi ngủ không sâu, ngủ chập chờn, mơ màng, mơ mơ màng màng. Ngủ sai thì không có lộ chim bao, và chỉ khi hậu kiếp bị rúng động mới sanh ra chim bao. Chim bao có đối với bốn hạng người phàm nhân: khổ, người lạc, người nhị nhân, người tâm nhân, cộng với ba quả hữu học: sơ, nhị, tam quả. Bậc A-la-hán không có chim bao. Bậc tam quả rất ít khi có chim bao, bởi vì đã viên viên mãn phần định, nhưng còn ít phiền não còn dư sót. Bởi địa ngục không có chim bao, chư thiên không có chim bao, vì sắc tế và không có bốn nhân sinh chim bao, chư thiên không có bệnh. Điềm nghiệp của chư thiên lúc báo tử chỉ sanh khởi lúc tỉnh thức. Có động lực sanh nhưng không tạo nghiệp thành quả gì thuộc, bởi vì là chim bao. Còn với chim bao thì cái động lực có nhưng mà không có tạo nghiệp. Chỉ có một hậu kiếp vừa qua sanh khởi do có đối tượng là sắc rõ, sắc thanh tụ của cảnh ngủ. Trong trường hợp đang ngủ, có người kêu hoặc lai động thân, lộ nhĩ môn hoặc lộ thân môn sanh. Tiếp theo là lộ nối tiếp rồi dứt. Không có những tâm lộ khác nối tiếp, lộ tu gợp, dần dần. Bây giờ mới có lộ chim bao và tâm nhận cảnh thinh hoặc cảnh xúc. Đó cũng là loại sắc rõ thành tựu ngay hiện tại, nên có hộ kiếp vừa qua. Vì sao chỉ có một mà không có hai hoặc ba hộ kiếp vừa qua? Giải thích: vì sắc rõ làm cảnh trong loại chim bao là loại sắc khô, âm thanh hoặc là những xúc chạm. Trong trạng thái chập chờn, cảnh tác động đến dòng hộ kiếp đang muội lượt, nên chỉ cần một sát na hậu kiếp vừa qua thì tâm lộ bị rúng động ngay. Sắc tế không thể hiển lộ sức mạnh để làm cảnh cho dòng tâm thức trong trạng thái mùi lượt. Tóm lại trong bài bốn loại mộng, trong kinh bao thì không bốn loại, loại mà do rối loạn vật thực. Mộng do kinh nghiệm quá khứ tạo lại, thường những giấc mộng nó thường không đúng. Loại mộng mà do tha lực, có khi đúng khi không. Mộng do điều nghiệp báo thì sẽ diễn ra sau này y như giấc mộng. Xin hát bài.
Xa hơn. Như vậy chúng ta đã học qua cái phần lộ chim bao. Mấy ngày nay chúng ta ngủ cũng cảm thấy bất an đó quý vị. Ngủ thì mình thấy người mình bất an, cứ mơ mơ màng. Thì ra sáng nay nhận được tin dữ là sư Pháp Tính, cũng là người rất là quen thuộc, đã ra đi vĩnh viễn, từ biệt chúng ta. Cơn bạo bệnh một bất ngờ, không tưởng tượng nổi, sư cũng còn rất là trẻ, còn khỏe mạnh, tướng tá ngon lành, đi vô thường nó đến gõ cái là sư lên đường về. Sáng mới nghe thì nghe hết hồn. Đúng rồi, sư còn rất là trẻ, sư Pháp Tính, ôi, mới thấy giọng lên râm của Phật Pháp Bút Tháp Tham Má này qua kia đây, ông lên đường rồi. Hôm nay chúng ta cũng nhận được cái tình không tốt đẹp nào đó. Và đúng rồi, học dạy bên lớp Nguyên Như Kỳ Viên, sư mỗi tuần đều vô đầy đủ, mới dạy thứ năm này nè, mới nhớ nè. Rồi đúng là hai chữ vô thường, chúng ta càng kinh nghiệm thêm, trải nghiệm thêm cuộc sống, đến lúc nào không ai biết được. Rồi hôm nay mình học vào cái bài lộ tâm cận tử thì nó cũng thích hợp vậy luôn. Ai cũng phải đi tới cái lộ tâm cận tử này. Chưa bị stroke, chưa bị cao máu lên đứt đi luôn rồi, bị stroke. Rồi giờ bài chúng ta học hôm nay cũng phù hợp với lại cái về cái chết. Thì năm nay chết quá nhiều, năm nay đúng là kinh hoàng, một năm kinh hoàng, mấy trăm ngàn người chết trên thế giới này, và mình phải nhận thấy đủ thứ chuyện, hay là chết người bệnh tràn ngập khắp thế giới. Bệnh Mỹ chết thì thôi, chết riết người ta lờn luôn, không thể tưởng tượng nổi. Rồi bây giờ chúng ta vô cái bài học tiếp theo là lộ tâm cận tử. Mà bây giờ mình học cái tử thấy là chết nhiều, giờ mình học cái này lộ tâm cận tử. Rồi, ghi cái chữ Bali đi vô luôn. Marana san nhá chích ta quỳ thí. Marana san nhá chích ta quỳ thí. Tổ tâm cận tử. Rồi, bắt cái chữ Marana xuống. Marana. Này chấm là tử. Này chết. Marana là tử, này chết. Chữ asana, bắt cái chữ nó xuống luôn. Asana là kề cận, hay là gần kề, kề cận, gần kề. Kề cận, gần kề. Được chưa? Rồi mình ráp hai chữ nó vô. Marana san nhá, cận kề cái chết. Nó là sanh nhá, là cận kề cái chết. Rồi như vậy là bắt luôn nguyên chữ thì là Marana sanh nhá chích tá quỳ thí, lộ tâm cận tử. Cho nên biết là lộ tâm cận tử, nguyên một cái chữ luôn vậy ha. Đúng rồi đó. Bắt cái xuống này là ý nghĩa của cái từ đó như vậy ha. Rồi bây giờ chữ chết hai chấm, chết hai chấm, sự chấm dứt một đời sống của một ngũ uẩn hay tứ danh uẩn. Sự chấm dứt đời sống của một ngũ uẩn hay tứ danh uẩn. Tức là nói đến chết, tức là một cái nói đến một cái sự chấm dứt
của một cái đời sống mà có đầy đủ ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, mà khi nó chết thì nó chấm dứt thì lúc đó được gọi là chết. Hoặc là tứ danh uẩn, tức là những chúng sanh mà về chỉ có danh không có sắc thì vậy chấm dứt là gọi là chết. Rồi sống lại hai chấm, chết rồi sống lại ha, sống lại hai chấm, tái sanh từ đời sống cũ, sống lại hay là tái sanh từ đời sống cũ, hay chuyển tiếp từ ngũ uẩn cũ sang ngũ uẩn mới, từ tái sanh từ đời sống cũ hay chuyển tiếp từ ngũ uẩn cũ sang ngũ uẩn mới, đối với chúng sanh còn tái tục. Đối với chúng sanh còn tái tục tức là sống lại, tức là nói tới một cái vấn đề mà người chết rồi tái sanh lại từ cái cũ mà bước sang một cái mới, tức là từ ngũ uẩn cũ hay là tứ danh uẩn vậy ha, từ ngũ uẩn cũ chuyển sang qua một cái ngũ uẩn đối với những chúng sanh nào mà còn có cái sự tái tục trở lại đó là được gọi là sống lại. Rồi xuống dòng chết vĩnh hằng, chết vĩnh hằng, chết vĩnh hằng là viên tịch của bậc vô lậu không còn tái sanh, viên tịch của bậc vô lậu không còn tái sanh. Viên tịch là cái chữ này, Parinibbana, viên tịch. Theo hình hình như cái chữ mình sửa là cái chữ Parinibbana nè, nip hai chữ b nha, nip hai b một b, chắc một b quá, hai một b đi, giữ một b đây để coi chắc là sao. Viên tịch Parinibbana của bậc vô lậu không còn tái sanh, hai b ha, hai b đúng rồi, nhớ cái này hai b trong sách viết hai trật, hai b rồi sửa lại hai b nha. Tại sách nó ghi vậy, mình nhiều cái sách nó in cái chữ Bali hay gì đặc lắm. Viên tịch, rồi đúng rồi, viên tịch chính hằng, tức là viên tịch của bậc vô lậu không còn tái sanh, tức là đối với một bậc vô lậu, tức là một vị A La Hán hay là Phật, một những vị Phật, thì khi họ khi mà những vị này mà ta viên tịch, tức là ta chấm dứt cái đời sống đó, thì không còn có cái sự tái sanh tái tục trở lại trong tương lai. Khác với phàm phu của mình là, hoặc là những bậc thánh thấp là vẫn còn tái tục trong tương lai. Thì như vậy nói về cái chết thì chúng ta phải biết là có sự chết thì có nè, chết có sự tái sanh trở lại, bởi vì do còn có tha mái, còn có cái sự mà phiền não nó bám víu đời sống, do vậy chết còn sống lại. Còn khi mà chết mà chấm dứt luôn là khi đó là không còn dư sót những phiền não nào hết, tức là khi tâm chúng ta hoàn toàn trong sạch thì không còn có cái cơ hội nào, không còn có một cái nhân duyên nào mà để mà tác động cho có sự tái sanh trở lại. Và qua những cái ý nghĩa định nghĩa này chúng ta nhận ra một cách rõ ràng là chúng ta thấy là chính xác là phải nói rằng là có sự tái sanh, tức là có sự mà luân hồi trở lại. Bởi vì nếu chấm dứt luân hồi thì lúc đó chúng ta là bậc vô lậu rồi. Thì là cái này là vấn đề để mà định nghĩa, nó xác định được rằng là trong thế gian này có sự luân hồi, có sự tái sanh trở lại trong tương lai. Bởi vì chúng ta vẫn còn phiền não, vẫn còn tham ái, vẫn còn bám víu đời sống. Và chính vì những phiền não, những cái tham ái, những cái sự mà bám thủ đó đưa chúng ta trở lại trong một đời sống khác. Cho đến khi nào chúng ta hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn mà là trắng như óc, sạch sẽ hết tất cả những phiền não, không còn gì sót, được bậc vô lậu. Thì khi nào chúng ta thành tựu bậc vô lậu thì chúng ta không còn tái sanh. Cho nên cái chủ thuyết mà chết là hết là do vì vô minh, không thấy được vấn đề là chúng ta mới tuyên bố chết là hết. Đâu có đơn giản như thế quý vị. Rồi, xuống dòng chết là sự diệt tận cả ba pháp. Hai chấm. Chết là sự diệt tận cả ba pháp.
Tạng Quyền, Chi Quyết Tình Trí Giác, Mạng Quyền, một là Mãn Nguyên, rồi hai là hơi nóng hay là sức nóng, hai là hơi nóng Usuna hay là đồng nghĩa với lại là Techo Tha Tú, tức là lửa, tức là trong cơ thể người đó mà chất lửa nó bị diệt luôn, nó bị chết là lạnh ngắt ha. Usuna Techo, hai là hơi nóng. Ba là tâm thức, ba là tâm thức, rồi như vậy cái sự chết nó đến với một chúng sanh đó, thì nó phải diệt tận cả ba pháp này à, nếu mà ba pháp này chưa diệt tận thì chưa chết nha. Và quan trọng nhất là tâm thức, bởi vì khi mà tâm thức đi vào lộ cận tử đó, à, và tới sắc na cuối cùng là tử một cái là, thì mạng quyền là danh mạng quyền, sắc mạng quyền chấm dứt luôn, diệt luôn, và cái sức nóng cơ thể cũng bị diệt luôn, thì ngay một lúc cả ba đều diệt hết à, thì như vậy gọi là chấm dứt sự diệt tận của một cái cơ thể chúng sanh là chết à, chết được gọi là chết sự diệt tận à, cho nên à, mà một người chết á, thì người ta khoan, người ta không có chôn liền là vậy, người ta để coi, nhiều khi còn tâm thức mình không biết không, cái thức nó còn là chưa chết à, mà cái thức còn thì hơi nóng còn, mạng quyền nó cũng còn thì cũng chưa chắc là chết. Thật ra có nhiều người sau vài ngày mà một hai ngày sau nó sống lại à, làm người đời không hiểu, người ta sợ cái này, nhưng mà thực sự không có, tại vì lúc đó là chưa có đi vô cái lộ cận tử, là chưa có chết, là chưa có chấm dứt được cái mạng căn, thành ra họ chưa có chết được. Rồi như vậy là chúng ta đã đi lướt qua sơ sơ những cái ý nghĩa về cái vấn đề chết như thế nào ha. Rồi xuống dòng có hai loại, có hai loại cận tử đó, có hai loại. Rồi mình học cái thứ nhất trước nha, lộ ngũ môn cận tử, chữ này lộ ngũ môn cận tử, banh chát đoà ram banh chát đoà ramarana sanh nhã quỳ thí, banh chát đoà ramarana sanh nhã quỳ thí, lộ ngũ môn cận tử à, tức là chết qua cái lộ ngũ môn, tức là mắt thấy tai nghe mũi lưỡi gì đó, thì chết qua cái cách này, thì lộ ngũ môn cận tử. Xuống dòng có hai, xuống dòng có hai loại đó. Một, sát na chót có na cảnh, có hồ kiếp hoặc không rồi tử. Sát na chót có na cảnh, có hộ kiếp hoặc không rồi tử. Sát na chót, sát na cuối cùng, sát na chót có na cảnh, mở mặt cái có hữu kiếp hoặc không, đóng mặt đi dễ thấy, rồi tử. Được chưa?
Rồi, xuống dòng mình ghi chữ A nhỏ này không? A nhỏ. Động lực tức là chao ná, động lực là chữ J ha. Chữ J động lực. Rồi na cảnh là chữ N. À, có na cảnh ha. À, động lực, na cảnh. Rồi hụt tâm hát, chữ hát. Rồi chữ T là tử tâm. Động lực, na cảnh, hậu kiếp và tử tâm, tức là đây là có hậu kiếp. Chao ná, na, hậu kiếp và tử tâm là một. Rồi B là động lực, na cảnh và tử tâm, tức là không có hậu kiếp. Đó là có hai cách là tử theo kiểu luận của môn. Tức là khi mà tử thì cái lộ động đốc, động lực, động đốc lực sanh lên đó, rồi có na cảnh sen vô, rồi trở về hậu kiếp là cuối cùng, cái sát na cuối cùng hậu kiếp và rơi vô tử tâm, cái sát tử luôn. À, sát na tử tâm là chấm dứt luôn cái đời sống, là ngay cái lúc này là tử tâm, là lúc này nó có cái hậu kiếp sen vô lúc đó rồi mới tử. Rồi hoặc là không có hậu kiếp thì động lực sanh lên rồi tới na cảnh rồi tử liền. À, đó là không có hậu kiếp lót vô. Thì như vậy cho chúng ta biết là có hai loại như vậy, được chưa, ghi kịp chưa quý vị? Rồi số 2, nãy số 1 ha, nãy số 1 là 2 là vì sao mất tiêu hết rồi. Bây giờ sát na chót động lực, số 2 sát na chót động lực có hậu kiếp hoặc không, rồi tử thì ghi lại cái chỗ giờ nãy bị thiếu gì khó thấy ha. Sát na chót động lực hoặc không rồi tử. À, đúng rồi, cứ dòng là dòng ha, động lực hậu kiếp, động lực hậu kiếp tử. Cái này không có na cảnh nha, động lực hậu kiếp và tử. Rồi xuống động lực tử. Rồi tức là chúng ta sẽ có là cái thứ hai là nói về tử mà chỉ tới động lực thôi, không cảnh. À, động lực rồi có hậu kiếp xen vô, hoặc là lực rồi có hậu kiếp, không có hậu kiếp xen vô rồi tử. Đó là hai cách. Thì như vậy chúng ta sẽ đánh dấu qua thị là mỗi loại có hai lộ, mỗi loại có hai loại thì mình có bốn, đúng không? Mỗi loại có hai lộ, hai loại có bốn, mình nhân cho năm môn thì bằng 20 lộ. Mỗi loại có hai lộ, hai loại có bốn, nhân năm môn thì bằng 20 lộ. Rồi, tức là lộ cận tử ngũ môn cho chúng ta biết là có hai loại, mỗi loại có hai lộ. À, hai loại thì chúng ta có bốn lộ, đúng không? Mà nhân cho năm môn, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nhân cho năm môn đó thì cho chúng ta có được là hai lộ tử, lộ ngũ môn cận tử có 20 lộ. Rồi xuống dòng đánh cái bóng nữa. Về đất có 5 sát na. Chưa, từ từ đi, giờ biết cái tổng quát trước đó nè. Biết tổng về động lực sát na, tức là cái động lực sát na thay vì có 7 sát na ha. Bây giờ động lực về cận tử nó chỉ có 5 sát na. Được chưa? Thì như vậy về lộ ngũ môn cận tử là cho chúng ta biết triều gom lại hết chung cho cái cho để nó thấy rõ không? Là có hai lộ. Một của hai cách, một là sát na chót có na cảnh, tức là giờ chót cuối cùng nó có na cảnh rồi có hậu kiếp là tử, hoặc là có na cảnh không có hậu kiếp là tử liền. À, cách thứ nhất cách là động lực, tức là không có na cảnh, tức là động lực rồi hậu kiếp tử, rồi động lực rồi tử.
À, thì như vậy trong hai cách được có được bốn loại, mà bốn loại mình nhân vô năm cái môn, năm cửa, năm môn thì chúng ta có được 20 luật cận tử và động lực chỉ có năm sát na thôi. Yeah. Rồi, tức là chúng ta đang đi về, về tổng quát để cho mình biết được cái số lượng của cái tâm lộ diễn tiến theo cách mà tử hay ngũ môn. Chúng ta đã nắm được tổng quát rồi ha, thấy chưa? Kịp chưa quý vị, ghi kịp chưa, ghi kịp chưa, chứ mình đi bắt đầu mình đi vô từ từ không, đi vô sau là lần nhau. Được chưa, cho cái bông đây. Rồi ha, rồi. Rồi tiếp. Tiếp này ghi tiếp nha, bắt đầu mình vô cái phần tiếp là dòng tâm thức diễn biến như sau, hai chấm, dòng tâm thức diễn biến như sau. Giờ mình ghi hai A B đấy, mình ghi là một nhỏ ha, hậu kiếp, rồi ghi, ghi từ chữ tắt nha, hậu kiếp thì hát ha, hậu kiếp, rồi hậu kiếp vừa qua, hậu kiếp tiếp đi hát, rồi về hậu kiếp vừa qua. A, B, R, hậu kiếp biến động, R, D, giết chồng, K, kháng ngũ môn, N, ngũ song thức, quy là quan sát. X là xác định. X định. Ăn ở thì sao bị người ta đá ra, ác quá thì nó đá ra. Rồi năm sao bá đá, năm động tóc á, năm c chưa là năm sao bá đá thì xong. Đây là đọc lại rồi la cảnh hai n, hai n rồi hộ kiếp, kiếp rồi tử, ghi chữ tử, tử ra luôn, em lộn với tiếp thông thì chữ tử ra. Rồi bây giờ Triều cho lại hàng ngang đi, Triều giết giết tốt bây giờ giết ra. À, hậu kiếp, hậu kiếp
vừa qua ấn động dứt dòng khá ngu môn ngũ song thức tiếp thôi quan sát xác định năm động đốc hai na cảnh hậu kiếp tớ hai câu nguyên trang mới vô rùm ngủ hàng mấy nay ăn tết là ăn lễ lớn quá ngủ hết trơn. Chưa ghi ra hàng ngang đều. Đây là dòng diễn tiến tâm thức là theo có na cảnh ha, à, tức là hậu kiếp vừa qua rất động rung động nhất dòng hai ngũ môn ngũ song thức tiếp thâu quan sát xác định năm động đốc hai na cảnh hậu kiếp tử. Rồi đó là xong xong tuần ha. Đây cái tử em là cái gì mình xong tuần. Rồi đúng rồi đó, à, chào đưa lên đúng rồi. Rồi đó là một cái số một nãy ha. Chưa quý vị ghi kịp chưa? Đó là cái sự diễn tiến của dòng tâm thức cuối cùng sống của người mình theo phương cách có na cảnh, à, có na cảnh và có hậu kiếp. Thì như vậy là hậu kiếp vừa qua rung động với dòng kháng ngũ môn, tức là đây là lộ ngũ môn thì nó có kháng ngũ môn sanh lên. Tức là nhãn thức hoặc là nhĩ thức nha. Rồi tiếp theo quan sát xác định rồi năm động tốc sanh lên, à, cuối cùng của lộ tâm là động tốc nó có năm, rồi hai na cảnh sang vô, rồi hậu kiếp, rồi tử chấm dứt cho đời sống là cách thứ nhất. Rồi cách thứ hai cũng giống vậy ha, hậu kiếp vừa qua đúng động kháng ngũ môn tiếp thu quan sát là động tốc na cảnh tử mà không có hậu kiếp là cái số hai. Ồ, viết y dịch gì đó, đó mà bỏ cái na cảnh ra, bỏ cái na cảnh ra, ê không phải bỏ cái hậu kiếp ra, nó nói là bậy bạ. Hậu kiếp vừa qua rung động chiếc dòng kháng ngũ môn ngũ song thức tiếp thâu quan sát động tốc na cảnh rồi tử, à, tức là không có hậu kiếp, đó là phương cách thứ hai mà nói về na cảnh nha, tức là về có na cảnh ha. Rồi đúng rồi đó, ok rồi bây giờ ghi kịp chưa? Rồi ha, rồi xuống dòng sma hai chấm. Sắc na hai chấm có bao nhiêu quý vị? Bao nhiêu sắc na này? Alo. Rồi có nhiều. Nhiều. Nó 17 dữ vậy. Đếm lại. Chắc là tính tâm khách thôi nha, chứ không tính tâm chủ nha, tính tâm khách thôi, không đủ không tính cho. Bảy hả? Đặt luôn. Đúng rồi. Rồi, cô vô 12 mới đúng nha. 13, đặt luôn. Đếm lại nè, bắt đầu bắt từ kháng ngũ môn. 1, thủ song thức là 2, tiếp thâu 3, quan sát, bố định 5. 5 động đốc là 10, 2 cái na cảnh là 12 hết rồi. Đó, sáng nào động đốc có 12. Rồi đó, đúng rồi đó, có 12. 12 tâm khách. Ghi luôn 12 sáng nào tâm khách cho nó rõ ràng. Rồi, xuống dòng thứ tâm. Có 45 thứ tâm khách. 45 thứ tâm khách. Mở ngoài. Bốn tâm dục giới. Trừ chính động lực. Trừ chính động lực di tác. 54 tâm dục giới. Trừ chính động lực di tác. Còn 45 đúng không? 54 trừ 9 còn 45. 54.
14 tâm giới từ 9 động lực di tác. 45. Rồi 9 động lực di tác là gì đâu quý vị, kể ra nghe coi. Xà thủ, xà thủ một sinh thiếu tại đó, đúng rồi, xà thủ học à, thì từ ra những cái chính động lực. Rồi rồi bây giờ tới chặn hai chấm, có mấy chặn đây, alo. Chặn có mấy? 7, đúng rồi, xà thủ chặn có 7. Cái ngũ môn là 1, ngũ sông tức là 2, tiếp thâu 3, quan sát 4, xác định 5, động lực 6, na cảnh là 7. Thì như vậy chúng ta còn 7 chặn tâm khách. 7 chặn tâm khách. Được chưa? Rồi, bây giờ ghi rõ ra nha. Có 7 chặn tâm khách. Rồi, người hai chấm, nó cho mình biết là có 6 hạng người, có 6 hạng người trừ người tam quả và người tứ quả, có 6 hạng người trừ người tam quả và người tứ quả. Bốn phàm hai thánh quả thấp, đúng rồi, xả thứ từ người tam quả người tứ quả, xả người là bốn phàm và hai thánh quả thấp, ghi rõ luôn vậy cũng được đó, ghi luôn vậy đi cho nó rõ. Bây giờ tại sao trừ ra tam quả và tứ quả, à đây nó có một cái lý do rõ ràng ha, tại sao có trừ ra người tam quả và người tứ quả. Xuống dòng bậc tâm quả, tam quả hai chấm, bậc tam quả hai chấm, trong cái là dòng đã diệt trừ tham dục là thứ nhất ha, đã diệt trừ tham dục, bậc thánh tam quả là hoàn toàn không còn có những ái dục ha, là diệt trừ tham dục. Đó, khi nào mà chúng ta không còn có luyến ái về sắc dục, sắc tinh thương về xúc dục thì lúc đó là diệt trừ và đắc tam quả. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng, lâm chung tức là lúc chết, lâm chung tâm của các ngài luôn hướng về các pháp đã chứng đắc. Lâm chung tâm các ngài luôn hướng về các pháp đã chứng đắc. Do vậy năm trần không thể xâm nhập. Do vậy năm trần không nhập. À, như vậy thì lúc mà những vị thánh tam quả hàm trước tới giờ phút lâm chung của họ đó, họ không có bị sắc thân vị xúc xâm nhập vô tâm thức, à, cho nên họ tâm họ hướng về niết bàn, hướng về những cái cảnh pháp mà họ đã chứng đắc, cho nên họ không có bị như năm trần này. Và như vậy là để cho chúng ta biết xác định rằng lộ tâm của phật tử của bậc A La Hàm là lộ ý chứ không có lộ ngủ được, ý không phải ngủ, lộ ý là lộ ý thôi, không có năng cảnh, đúng rồi, không lộ ý mà, tức là bậc A La Hàm là không có dính dáng gì tới cái sắc thinh thân dị xúc nữa, họ đã diệt trừ tham dục ha, và lúc đó tâm của các ngài là thuộc về tâm của một bậc là gần như là sắp xong chuyện ha. Sạch sẽ những cái tha mái về ngũ dục. Rồi.
dòng, ngạch dòng, khi mệnh chung chắc chắn sanh về ngũ tịnh cư, chắc chắn sanh về ngũ tịnh cư. Hoặc cõi thiền đã chứng, hoặc cõi thiền đã chứng, hoặc cõi sơ thiền, hoặc cõi sơ thiền, thì mệnh chung chắc chắn sanh về ngũ tịnh cư, là năm cõi tịnh cư đó. Hoặc cõi thiền chứng, hoặc sơ thiền tức là bậc tam lạc quán, tức là thiền là tam lạc quán, tức là những vị đắc thiền, nhưng mà họ chứng đắc tam quả là chết là sanh về cõi sơ thiền. Như vậy là điều chắc chắn không thể thay đổi. Điều đó là nói về bậc tam quả, là tại sao trừ ra, bởi vì họ không có dính dáng tới cái sắc thân thân dị xúc thuộc về lộ ngũ, loại ra không có. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải biết về bậc tam quả. Rồi tới bậc tứ quả hai chấm. Bậc tứ quả, tại sao tam quả là gì ta tứ quả? Chú dòng, anh ta dòng. Khi lâm chung các ngày hướng viên tịch Parinibbana á, khi lâm chung các ngày hướng viên tịch Parinibbana á, ai chữ B nha. Khi lâm chung các ngày hướng về viên tịch, rồi xuống dòng tiếp, dòng gạch đầu dòng, chỉ khởi ở lộ ý môn cận tử, chỉ khởi ở lộ ý môn cận tử, tức là chỉ khởi lộ ý thôi, không có lộ ha. Rồi đó là những ý nghĩa về tại sao mà không có bậc tam quả và tứ quả là như vậy. Rồi xuống dòng cõi 11 cõi dục giới, 11 cõi dục giới là tử lộ ngũ môn á, thì có 11 cõi dục giới. Dục giới có thôi, sắc giới không có, vô sắc giới không có. 11 cõi dục giới. Rồi, đó là nói về mà tử mà có na cảnh ha. Hồ kiếp mà không có hồ kiếp, có na cảnh có hồ kiếp, kiếp. Rồi bây giờ tới tử mà không có na cảnh có hồ kiếp, và tử không có na cảnh và không có hồ kiếp. Bây giờ mình ghi nãy ghi là một gì, một a một b, giờ hai a hai b, mình sửa lại ha, hai a, giờ hai ba, hai a, hay ha, là hộ kiếp vừa hộ kiếp vừa hộ kiếp vừa qua, rung động dứt dòng thân môn xuất thức tiếp thân quan sát động lực, rồi hộ kiếp tử là không có nai cảnh vô, cũng giống vậy thôi ha. Nhưng mà động lực rồi hộ kiếp rồi tử liền, không có sen nai cảnh vô, là hai a. Hai a là hộ kiếp rồi vừa qua, rung động dứt dòng thân môn ngũ xung thức tiếp thâu quan sát xác định động lực hộ kiếp tử, có động lực hộ kiếp của tử nha, tức là có nai cảnh, tức là hai a hộ kiếp rồi hộ kiếp vừa qua, hai a không có nai cảnh, đúng rồi, hộ kiếp vừa qua đúng động tiếp vào đó, rồi hộ kiếp của tử liền, tức là không có vừa qua. Ê, nói lẽ là bảy ba không có nai cảnh. Rồi hai b, hai b cũng vậy luôn, hộ kiếp vừa qua không có hộ kiếp chót tử liền, hộ kiếp vừa qua rung động dứt dòng các ngũ môn ngũ xâm thức tiếp thâu quan sát xác định tổng lực tử, hoặc là không có hộ kiếp. Rồi nó chỉ khác
cái không có hộ kiếp ha. Cái số 1 ấy 2A thì có hộ kiếp, 2B thì không có hộ kiếp. Rồi tử. Đâu lùng bùng hệt chứ có giờ khác nữa giống y vậy thôi. Cái thì có na cảnh, cái không có na cảnh, cái không có hộ kiếp vậy thôi, nói đâu lùng bùng dễ như ăn cơm trái phải không, gì dễ như ăn cơm trái. Chưa, đi kịp chưa? Được chưa quý vị? Nắm được chưa? Nắm được ý không? Hello. À, cô Châu nắm được chưa? Hết lùng bùng chưa? Trái rồi, trái ngon, trái ăn cơm trái mình ăn với chà bông hết sảy luôn ha, cơm trái là chà bông rồi số một luôn. Bên ăn trái khô quẹt nữa đúng rồi, trái khô quẹt ngon. Bên Mỹ mình không có cơm trái vậy, trái phải nấu. Mua cái nồi đất gì nấu được, nấu nồi cơm điện nó không có trái được, trái có quẹt nó hành, trời nghe thấy thèm quá trời. về quê hương mình đầy đủ rồi. Bây giờ 2A 2B rồi ha, mà quý vị ghi xong hết ha. Rồi bây giờ xuống dòng sát na có bao nhiêu đây, phải không coi. Sát na có mấy? Có 10, đúng rồi, xà thứ 10, sát na tâm cách, sát na có 10, sát na tâm cách. Được chưa, đi ra, sát na có 10. Đúng rồi, xả thấu ha. Đi kịp chưa, cô Nguyễn Như ghi kịp chưa? Rồi, không, ok. Rồi, thứ tâm, 2 chấm. Okay. Thứ tâm, 2 chấm. Có 37. Thứ tâm khách, có 37 thứ tâm khách. Ở ngoài 54 tâm dục giới. Thầy tính chỉ lấy lục tinh tâm dục giới thôi nha, dục giới có tất cả 54 tâm dục giới. Trừ 9 động lực di tác, hay động lực tố, động lực hạnh á. Động lực di tác đi dễ nhớ. Trừ 9 động lực di tác dục giới, trừ 9 động lực di tác dục giới, trừ thêm 8 đại quả dục giới, trừ 9 động lực di tác dục giới, trừ 8 đại quả dục giới. À, thì còn lại là có 37 thứ này. À, trừ 9 động lực của bậc A-la-hán thì biết phải không? Trừ thêm 8 đại quả nữa, bởi vì cái này nó không có na cảnh. Không có na cảnh thì 8 đại quả nó không xài vô được, không sử dụng được. Thì như vậy trừ ra 8 cái đại quả đó luôn. Như vậy chúng ta biết là có 37 thứ tâm cách, mình hiểu được như vậy không? Được chưa? Nắm được không quý vị? Nắm được cái ý đó là ok ha.
Không được là cháu ba ná đó sư. Cháu ba ná là đối tắc. Động tóc ở đây, động lực nó hai ba cách. Động tóc, động lực, cháu ba ná là bảy sắc na động tóc. Đây tử thì có năm sắc na động tóc. À chính động lực hả? Chính động lực ghi ra chính động lực của di tác dục giới là tám động lực, tám cái tác dục giới, một cái ưng cúng vi tiếu, một vi tiếu đó là lẽ thôi lộn xộn. À, đó là chính là động lực dục giới là như vậy. Tám tâm đại quả dục giới là biết rồi ha, tám tâm quả giới, bởi vì không có na cảnh thì không có gì mà đại quả này, giống như không có cục trái thì không có gì, không lấy gì thì không có gì để ăn, bụng rồi đang nó bụng quá không có cục trái, thiếu na cảnh học cái lộ này thiếu na cảnh, thiếu cục trái. Dạ. Rồi, ghi ra tiếp ha, chặn hai chấm. Chặn hai chấm, có nhiều chặn đây quý vị ơi. Chặn có bao nhiêu? 6 đúng rồi, sao thủ phải công nhận thiện hữu hình dung hàm lẹ ha. Bài 6 chặn có 6 chính xác, ghi ra luôn kêu 6 chặn, cái gì ghi ra luôn. Vì sao này tôi phải sao gì á, trên trời cái sao gì mà lẹ sẹt lẹ nhất, sao gì đây, cái sao quả tạ mà. rồi ok, cái ngũ sinh thức tiếp thâu quan sát xác định đầu tóc và quan sát chặn. Rồi người hai chấm, có sáu hạng người, trừ tam quả và tứ quả, sáu hạng người, mở ngoặc trừ tam quả và tứ quả. Tổ hồi ăn luôn, học xong đắt luôn á. Rồi hạng người tôi lấy bốn phàm hai thánh quả thấp ha, trừ tam quả và tứ quả ra, bởi vì đây là thuộc về lộn ngũ, tam quả tứ quả là không có tử thì kiểu này, được chưa? Rồi cõi hai chấm, cõi này phải ghi ra nha, cõi hai chấm, lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, có trong 26 cõi ngũ uẩn. Lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn có trong 26 cõi ngũ uẩn. Lộ tỷ thiệt thân môn có trong 11 cõi dục. Tỷ thiệt thân môn có trong 11. Rồi thì chúng ta biết là đối với những cái cõi có đủ năm môn á, là có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân môn á, thì có đủ 26 cõi, vì trên cõi sắc giới thì cũng có lộ nhãn lộ nhĩ, nhưng mà tỷ thiệt thân môn thì là sắc giới không có, thành ra nó chỉ có trong 11 cõi dục giới thôi. Đó là 11 cõi dục giới, thì như vậy chúng ta biết là cõi thì nó có như vậy. Được chưa? Ghi xong chưa? À.
nhãn môn nhĩ môn ghi không? Ồ, nhãn môn nhĩ môn à, có trong 26 cõi ngũ uẩn luôn. Bởi vì hai cái môn này có trong mặt trong tất cả các cõi ngũ uẩn không? Tỷ thiệt thân môn thì không có ở cõi sắc, cõi sắc giới không có. À, cho nên à, tính ở có bảy cõi khổ như vậy, ấy bốn cõi khổ với bảy cõi vui giới là 11 cõi thôi, có đầy đủ năm môn, được chưa? Rồi lộ nói tiếp sau khi tử hai chấm, lộ nói tiếp sau khi tử. Tiếp sau khi tử, rồi tử ghi chữ tử ha, rồi tới tử, rồi tiếp theo là tục sinh, tử tục sinh, tử rồi ghi tiếp là tục sinh, rồi 14 hậu kiếp, 14 hậu kiếp, 14 hát. Rúng động. R rúng động. Chiếc dòng. Chiếc dòng. Rồi, kháng ý môn. Ca hoài. Kháng ý môn. Bảy chamana tham, bảy chamana tham, hai na cảnh, hai na, hậu kiếp, hậu kiếp trở lại. À, từ cái lộ tử là nó phải tính qua lộ tục sinh luôn, là khi một người mà cái là sát na sanh khởi liền, tức là bước qua một cái đời sống mới à, và khi bước qua sát na tâm tục sinh khởi liên tục, sau đó là 14 cái sát na hậu kiếp sanh khởi liên tục, phải 14 sát na hậu kiếp lại để mà nó gây dựng lại một cái đời sống mới ha, là 14 hồn, rồi rúng động dứt dòng kháng ý môn, lúc này là đi vào lộ ý, tức là không có lộ ngủ nữa, kháng như môn, và bảy động lực tham khi tục sinh trở lại, dù cho Bồ Tát cái đời sống mới này, bảy cái động lực này là phải là bảy động lực tham à, cái động tốc là bảy động tốc tham ái, tức là tâm tham á. Thường thì người ta khi tham đây có nhiều vị thì cho chắc chứ đây là phải là tham hỷ, tham tuệ, từ từ chúng ta tiếp ha. Thì mình biết sơ sơ là đi tới bảy động lực tham, rồi có hai ảnh. Bởi vì cảnh lúc này là cảnh rất là rõ, hai là cảnh và hậu kiếp trở lại à, tức là tử tục sinh 14 hậu kiếp à, 14 sát na hậu kiếp, và rung động đồng kháng ý môn sanh khởi, rồi bảy động lực tham, rồi hai là cảnh hậu kiếp trở lại à, là lộ nối tiếp sau khi mà tử à, là như vậy. Rồi xong chú thích hai chấm. Chú thích. Trong lộ trình, trong lộ tâm qua ngũ môn, trong lộ tâm qua ngũ môn, ở giờ phút cận tử, trong lộ tâm, trong lộ trình tâm quan ngũ môn, ở giờ phút cận tử, thường
thường được trình bày bằng hai lỗ, thường được trình bày bằng hai lỗ tâm liên thường được trình bày bằng hai lỗ tâm liên tục là lỗ cận tử và tục sinh, và lỗ cận tử và lỗ tục sinh. À, tức là khi mà nói tới lộ tử tâm tử á, mà qua ngũ môn á, thì ở phút cận tử á, thì khi mà tử một cái nó phải qua cái tục sinh liền, tức là lộ cận tử và nói liền theo đó là lộ tục sinh, tức là liên tục như vậy ha. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng, chúng sanh sau khi chết, chúng sanh sau khi chết sẽ được tái sanh ngay tức, là nhấn mạnh cho chúng ta rõ không, chúng sanh sau khi chết đã được tái sanh ngay tức khắc. À, tức là đây nhấn mạnh cho mình biết mà một người một chết khi cái tâm tử nó sanh khởi tử cái là sát na tâm tục sinh nó sanh liền. À, chứ nếu không có cái sát na tâm tục sinh sanh thì tâm đâu? Tâm nó chết rồi, tâm tử rồi, không có tục sinh thì làm sao có đời sống. Thì như vậy đây nói cho mình hiểu rõ, mình phải dùng trí tuệ mình suy xét. Đây là đúng theo một cái sự thật, nó là như vậy. Không thể có một cái gọi là thân trung ngắm để chờ đợi đi tái sanh. À, bởi vì sát na tâm tử. Rồi nếu mà nói thân trung ngắm thì giờ tới cái gì sanh lên? À, thì như vậy là sát na tử vừa chấm dứt một sát na tâm nói tiếp liền, tâm không thể ngưng, không thể ngừng nghỉ được, và như vậy là sát na mới sanh lên, được gọi là sát na tâm tục sinh, một đời sống mới. Cho nên đây là mình loại trừ ra cái quan điểm về cái thân trung ấm không có đợi trong cái đời sống. À, ma hay quỷ gì cũng vậy, nó là đã tục sinh rồi, nó tục sinh một cái loài quá sanh, rồi ma quỷ này kia đó là đã tái sanh rồi, là tử nó tục sinh rồi, sát na tâm tục sinh sanh khởi và nó đã trở thành một chúng sanh khác, chứ không có một cái thân trung ấm. Bởi vì thân trung ấm thì lúc đó cái tâm là tâm gì? Không có tâm, mà nếu có tâm tức là đã có sanh trở lại. À, và như vậy đây là chúng ta nên biết một cách rõ ràng như vậy ha, không có một cái gọi là trung ấm trung yết gì đây ha. À, mình chế ẩu chế tả phá hoại thì cái giáo pháp của Đức Phật thì đây là một sự nguy hại vô cùng ha. À, cho nên qua cái lộ trình tâm diễn tiến chúng ta thấy là tới sắc nào lộ cận tử, mà khi tử vừa chấm dứt là coi như tử là chấm dứt đời sống, mà chấm dứt đời sống rồi là phải tục sinh trở lại. À, nếu còn tục sinh là sắc na tâm tục sinh sanh khởi, chứ không ví dụ mà trong cây đứng đó chơi, đứng chơi đó chờ lựa ở đâu ra, phải có tâm và tâm sanh tức là có đời sống mới. Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng, thường thì tâm động tốc hay là động lực vậy, thường thì tâm động tốc phải có đủ bảy sắc na, thường thì tâm động tốc phải có đủ bảy sắc na. Nhưng khi sắp chết hay bị ngất xỉu hoặc khi Đức Phật hiện song thông thì tâm động tốc chỉ có năm sắc na. Nhưng khi sắp chết hay lúc bị ngất xỉu hoặc khi Đức Phật hiện song song thì động tốc chỉ có năm sắc na. À, tức là ở đây cho mình biết thì cái thông thường của mình thì bảy sắc na, bảy cái động lực, bảy sắc na động tốc nó sinh khởi ha. Nhưng mà khi mà sắp chết thì cái tâm nó yếu, tâm nó đã coi như gần như là sắp lửa sắp liệm tắt, thì như vậy nó chỉ sinh khởi được năm sắc na. Năm sắc na là lúc mà sắp chết hoặc là lúc bị ngất xỉu cái tâm mình yếu mùi lượng ha, thì nó bị có năm sắc na thôi. Hoặc là khi Đức Phật
hiện song song, lúc Đức Phật hiện lượt hai cái thông luôn, hai lần thông, là ngài xuất hiện cả nước và lửa, ba lửa là tạo lên song song, nước và lửa. Thì lúc đó vì quá cấp bách quá nhanh, ngài dùng năm động tác thôi, năm sắc đà động tác để mà thực hiện song song mà cả hai đề mục nước và lửa xuất hiện ra để mà chinh phục những người ngoại đạo. Chỉ có Đức Phật mới làm được cái vấn đề này thôi. Cho nên lúc đó là chỉ dùng năm sắc na động tác lúc đó thôi. Còn người mà bị sắc hay người bị xỉu thì chỉ không đủ. Và cái tâm, đối với cái tâm tử cuối cùng của mình đó, là cái sắc na cuối cùng. Mà sắc na cuối cùng này, tâm tử này là tâm gì quý vị? Không. Tâm tử sát na cuối cùng. Có ai biết không? Nó đồng với loại tâm gì? Nó đồng với loại tâm gì trong cái đời sống mình này? Họ kiếp rồi, gì nữa không? Tục sinh, đúng rồi. Sao thứ thì như vậy, tâm tử này chính là cái tâm mà tục sinh và tâm hậu kiếp. Tức là tục sinh tâm nào thì tử, thì như vậy khi tâm tục sinh là một loại tâm đó, thì cái tử nó cũng là tâm đó, là chấm dứt cuối cùng. Tức là tâm tử là cái tâm cuối cùng, cái hậu kiếp cuối cùng của một đời sống, là tâm chấm dứt đời sống cũ. Thì như vậy tục sinh tâm nào tử tâm đó. Nhưng mà tử tâm nào thì tục sinh tâm đó thì không phải nha. Tử tâm nào tục sinh đó lại thì không phải nha. Trong đời sống cũ khi mình tục sinh và khi mình chết thì cũng là loại tâm đó luôn. Thí dụ giờ bằng tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí giao trợ thì mình tử cũng là tâm đó luôn. Cũng là cái tâm quả luôn. Thì như vậy đó là cái tâm tử cuối cùng. Rồi tâm tục sinh quệ cận tử gì cũng vậy đó, cũng vậy, có lộ gần tử hết chứ, bắt buộc phải trải qua lộ cận tử cuối cùng hết. Rồi tâm tục sinh á, hỏi vô tưởng thì không có tâm mà lấy gì có. Hỏi vô tưởng là họ có sắc thôi chứ không có tâm. Nhưng mà khi mà hết cái thời hạn á, ví dụ như họ hết hạn sống đó là thì cái tâm tục sinh sanh lợi, tâm tục sinh sanh khởi đầu tiên, thì như vậy là cõi vô tưởng là khi mà hết cái tuổi hạn cái 500 kiếp trên cõi đó là chấm dứt, vừa dứt xong là tục sinh ra liền, khởi lên một cái tâm tục sinh do cái quá khứ nó phát sanh, nó cho quả rồi. Thì như vậy đó là vấn đề chúng ta cần phải được biết như vậy không? Rồi cái gì thì đó, tâm tử là sát na cuối cùng của đời sống cũ, tâm hậu kiếp diệt lần chót là tâm tục sinh của đời sống cũ. Vì sao mình hiểu, mình ghi cách đó nào đó cho nó dễ hiểu ha. Tâm tục sinh là sát na đầu tiên của kiếp sống mới. Đó, tâm tục sinh là sát na đầu tiên của kiếp sống mới. Ghi được không? Ghi được cái chỗ đó hả? Tâm tục sinh là sát na đầu tiên kiếp sống mới. Sát na cuối cùng. Tâm tử là sát na cuối cùng của đời sống cũ. Mình ghi cho dễ hiểu nè, tâm tử là sát na cuối cùng của đời sống cũ. Tâm tục sinh là sát na đầu tiên. Như vậy đó ha. Mà tâm tử thì mình biết là tâm tục sinh thì đồng với tâm tục sinh của đời sống cũ ha. Tâm tục sinh. Và như vậy là theo cái quy vấn đề ngũ môn cận tử là chúng ta đã biết được như vậy, và sự nói cái lộ nói tiếp của nó theo sao là tục sinh.
tử và tục sinh. Gì vậy? Không, không phải, tử khác mà tục sinh khác nha. Tâm tử tâm chấm dứt của làm việc tử là chấm dứt cái đời sống cũ thôi. Còn cái tâm tục sinh là tâm khác à, nó không phải là quả của cái tâm tử đó nha. Mà nó do kết quả của cái động tốc cận tử, năm lực cận tử cuối cùng nó cho ra cái sự tục sinh, chứ không phải cái tâm tử cho ra cái sự tục sinh. Phải chừng lộn như vậy nha. Tử là chỉ là chấm, nó là lên để mà kết thúc bản giảng tuần á, là làm việc giảng tuần vậy thôi là xong hết. Nhưng mà cái là ở nó là của cái bảy năm cái động lực cận tử á, nó cho quả. Nếu là quả bất thiện, nếu là nhân động lực năm cái đó đó mà nó bất thiện á, thì nó cho cái quả tục sinh là tâm quả bất thiện, thuộc về. Nếu động lực là thiện thì cho những cái tâm quả thiện. Nó là như vậy, chứ không phải là tâm tử cho nha. Phải tâm tử là như tâm tục sinh là quả nào. Và chừng trật này là mày chưa nắm được chưa, nắm rõ ràng nha. Để chúng tôi mệt nhảy luôn. Thì như vậy, tâm cận tử xong là tới lộ tục sinh. Diễn tiến là chúng ta biết là có 14 sắc na hộ kiếp, 7 động tốc trong lộ tục sinh đó. Phải là tâm tham, bởi vì còn bám dính trở lại, cho nên cái khởi đầu động viên là thuộc về tâm tham. Dù cho là một vị Bồ Tát kiếp chót như vậy, thì tục sẽ phải do nghiệp lực cho lại được cái đời sống mới là do bảy đó. Cho nên dù cái người không có nắm được cái lý này là cho rằng là vì Bồ Tát thị nguyện xuống kia nọ nữa, thị hiện đủ thứ chuyện, nhưng mà đó là còn tham nói gì vậy? Mà không sanh trở lại là biên tịch là chấm dứt hết. Phải còn sanh lộ động đốc, phải là động đốc tham của lộ cận tử, lộ tục sinh chứ lộ cận tử nha, lộ tục sinh. Lúc đó là bảy cái sắc na động đốc của cái lộ tục sinh, nhấn mạnh cho rõ bộ tục sinh phải là tâm tham, dù là một vị Bồ Tát kiếp cuối cùng cũng vậy luôn. Đó là các còn phạm nhân, đúng rồi, Bồ Tát vẫn là còn chưa phải là bậc thánh nhân, cho nên cái lộ động tốc diễn tiến như vậy nó vẫn phát sanh như thường. Đó, tục sinh là kết quả của năm cái động tốc cận tử, bảy lộ cận tử có năm thôi. Được chưa? Nắm được chưa? Coi chừng lộn nữa. Thì đâu có được năm thôi. Rồi ha, rồi nắm được ha. Rồi. Rồi, như học một là lộ cận, lộ ngũ môn cận tử là đã xong cái lộ ngũ môn cận tử. Tuần sau mình học tiếp là lộ ý môn cận tử, thì từ từ ha, cái bài này rất là quan trọng. Rồi, do phước báo hôm nay chúng ta học vì pháp, nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp đẹp đức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau ta thấy. Bao tu sắp ba măng gà lăng rắc khăn tu sắp đê bà ta nụ phà vè nà sà la sò thi phà văn tu tê. Bao tu sắp ba măng gà lăng rắc khăn tu sắp đê bà ma nụ phà vè nà sà la sò thi phà vè. Bao tu sắp ba măng gà lăng rắc khăn tu sắp đê bà ta sắp bà sẵn khá nụ phà vè nà sà la sò thi phà văn tu tê. Tất cả hành hạnh phúc hàng người cầu xin chư thiên hộ trì để người giúp của quay đức pháp, cho nhờ quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường được đảm bảo cho được thành, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Nam mô. Rồi, mời quý vị lên làm việc nha.
Nam mô Dạ, dạ, Nam mô Sang Khai Giác. Dạ, con xin kính lễ thầy, con xin kính chào đạo tràng. Dạ, kính thưa thầy, như xin kính mời thầy và như xin kính mời các bạn, nếu mà vị nào có rảnh thì xin ghé qua Rung Như Kỳ Viên. Dạ, như sẽ lập đàn để cầu siêu cho sư phụ pháp tính. Dạ, quý vị nếu mà ai có rảnh, bé Châu có rảnh thì vào với chị Mít ạ. Xin mời cả lớp đọc hồi hướng sau tiếng nhạc tập Phật Gà Sẵn Sĩ Phụ Bè Ta Rệ Thi Kha Rệ Ta Hệ Ta Hệ Ta Thầm Ma Đà Ta Hệ Hoàn Phụ Chí Ta Sau Tội Đàm Đề Tha Quý Hà Rám Hoàng Đa Lệ Thề Ra Chá Mát Pháp Chà Hoa Kà Chà Đạo Tích Chà Kinh Kà Đà Má Bá Tị Vũ Hà Sá Kà Gà Mà Đá Đề Sà Gà Mà Chá Tích Sá Đà Sá Phà Ná Phụ Tạ Chú Thị Tạ Pháp Thế Chà Là Chà Đề Tí Chà Sa-do, sa-do, sa-do.